Trong đoạn video, dù người bố có vẻ vẫn giữ một tay trên vô lăng, nhưng nhiều lúc lại bỏ cả hai tay để một mình con điều khiển chiếc ô tô. Thậm chí người quay clip là mẹ của cháu bé còn động viên con gái lái xe siêu thế, nhìn thẳng đường nhé. Nhiều người xem video này đã bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Sau khi được đăng lên mạng xã hội, clip đã nhận được nhiều bình luận chỉ trích từ cư dân mạng, nhất là những tài xế lái xe.